chị Vani một ngày nào đó có một chiếc xe buýt để chị Vani có thể là tài xế chở tất cả mọi người tới thăm thế giới thực tiên quýt đinh lên của chị Vani. Xuất hiện cũng kỳ cục hơn người ta nữa đó, thiệt tình luôn hả? Không biết hôm nay là cái gì đây. Nhiều khi á, chiếc hộp Pandora xuất hiện đột ngột như vậy mà mang lại nhiều món quà ghê á các em. À, nhìn vào là thấy rồi, đây chính là chiếc xe buýt nè. Của Lupin Town nha. Thôi, đúng như ngày mơ ước của chị Vani, tháo ra và chơi ngay thôi. Vani mời tất cả mọi người lên xe buýt luôn nha. Được rồi, may quá chúng tôi vừa mới tan làm ra xong, cho nên là cũng vừa kịp lúc cô Vani đến đó. Mọi người sẵn sàng để đi tiếp nha. Đồng ý thôi. Chia chia pip 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 pip. Din 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 din. Mọi người ơi, đã tới bên
ngoài để Vani có thể giới thiệu với mọi người Wonderland của Vani nè. Chào mừng mọi người tới với xứ sở Wonderland của Vani. Chị Vani ơi, xứ sở Wonderland của chị Vani dễ thương quá, có màu hồng em rất là thích luôn nè. Chị Vani cũng thích màu hồng nữa đó. Giới thiệu sơ với mọi người nha. Đây là tòa lâu đài mà chị Vani sẽ ở trong đó. Còn đây là cây cầu để mà bước vào thế giới thần tiên, hoặc là bước ra đều phải đi ngang qua cây cầu này hết. Cầu ranh giới đó nha. Còn đây á là những cái bục thần tiên. Và ở đây á là thế giới đồ chơi nè. Chị Vani muốn chơi cái gì chị Vani vào đây lấy ra. Còn ở đây á là những cái đồ vật mà chị Vani có thể làm fingertips cho tất cả mọi người luôn đó. Cô Vani hay quá vậy. Chắc là tôi phải đưa con của tôi đến đây thăm cái xứ sở thần tiên của cô Vani này mới được. Dạ, Vani cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ là khoảng thời gian cho mọi người đi khám phá Wonderland. Còn Vani sẽ là hướng dẫn viên. Nhưng mà trước tiên là phải chào tạm biệt các bạn nhỏ đã, để có đủ thời gian dẫn mọi người đi chơi. Còn mọi người, các em ơi, muốn tới thế giới thần tiên của chị Vani thì hãy thường xuyên theo dõi các cái video clip nha. Sẽ có một ngày chị Vani dẫn các em đi tham quan thế giới thần tiên của chị Vani đó.